Chiều qua, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoa 15 đã nghe báo cáo của Chính phủ đánh giá giữa nhiệm kỳ, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm, năm, đồng thời báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về hai nội dung này. Các báo cáo đều nhận định, dù có các tín hiệu tích cực, song khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế ca nhiệm kỳ còn gặp nhiều thách thức. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, sau nửa nhiệm kỳ, nước ta cơ bản đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, vẫn tiếp tục là điểm sáng trong nền kinh tế toàn cầu. Nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, tuy nhiên, chưa thực sự vững chắc do chịu tác động của các yếu tố bên ngoài. Tăng trưởng kinh tế gặp nhiều thách thức. Đánh giá sơ bộ trong 23 chỉ tiêu, có 10 chỉ tiêu có thể đạt được, 13 chỉ tiêu cần nỗ lực rất lớn như tăng năng suất lao động và phát triển doanh nghiệp. Bộ trưởng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại hạn chế của nền kinh tế tiến độ xây dựng thể chế chính sách thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế thì còn chậm cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng chưa có nhiều thay đổi đáng kể phát triển lực lượng doanh nghiệp thì có dấu hiệu trữ lại năng lực hấp thụ vốn giảm các ngành kinh tế thì chưa có suy chuyển dịch mạnh về tăng năng suất nhất là khu vực công nghiệp và dịch vụ năng lực tự chủ và khả năng chống chịu thì đang còn hạn chế cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập thì chưa đáp ứng được kỳ vọng các loại thị trường thì hoạt động chưa hiệu quả chưa đảm bảo điều kiện phát triển bền vững báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế nhận định trong bối cảnh khó khăn các kết quả sau nửa nhiệm kỳ là đáng ghi nhận cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng tuy nhiên chưa có nhiều thay đổi đáng kể các khó khăn trong nước và quốc tế càng làm bộc lộ trầm trọng hơn những bất cập lâu nay của nền kinh tế nhất là năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế còn thấp. Tăng trưởng kinh tế năm 24, 25 có thể được phục hồi tốt hơn so với năm 23. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 21-25 khoảng 6,5 tới 7% và cao hơn mức bình quân của năm năm 2016-2020 là 6,25%, theo nghị quyết của Quốc hội là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến vô cùng phức tạp không thể được trước. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu sẽ rất khó hoàn thành nếu không có giải pháp đột phá. Nhằm phân đấu đạt được các chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ, Ủy ban Kinh tế đề nghị, Chính phủ tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp theo nghị quyết số 16 và các nghị quyết khác có liên quan của Quốc hội, cụ thể cực bẩm sát, phân tích, dự báo diễn biến các thị trường quốc tế để có kịch bản chủ động ứng phó phù hợp, quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đề xuất ban hành mới hoặc kéo dài các chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh để nhanh các đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém xử lý các doanh nghiệp thua lỗ